Hội khuyến học phối hợp phòng giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành tổ chức lễ trao học bổng Hồ Hảo Hớn năm học 2024-2025 đến dự có Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Đặng Thị Qua, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quyện Võ Thanh Tùng cùng đại diện đơn vị tài trợ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số, số kiến thiết tỉnh Bến Tre. Các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa ngày khuyến học Việt Nam 2 tháng 10, quá trình thành lập và hoạt động của quỹ học bổng Hồ Hảo Hớn. Tại buổi lễ, có 285 phần học bổng Hồ Hảo Hấn được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa có học giỏi trên địa bàn quyền Châu Thành. Theo đó, các em bậc tiểu học được nhận 1 triệu 500 000 đồng một suất và học sinh bậc trung học cơ sở được nhận 2 triệu đồng một suất. Tổng kinh phí 500 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ. Nhận được học bổng, các em học sinh rất phấn khởi, bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp lãnh đạo và đơn vị tài trợ đã quan tâm giúp đỡ, đồng hành, tiếp sức cho các em đến trường. Quỹ học bổng Hồ Hảo Hấn được dinh dự bằng tên liệt sĩ Hồ Hảo Hấn một thủ lĩnh kiên trung của học sinh sinh viên Sài Gòn gia định quê ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre Được thành lập từ năm 2010 Quỹ học bổng Hồ Hảo Hấn đã tiếp sức cho hàng ngàn học sinh đến trường